Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay thì tiếp tục tập hai con ưng gấn này, qua tay xa hơn hôm qua một tí nhá. Sau đó sẽ tập hai con bé xa mái. Đấy, thì nhà mình còn hai con bé xa mái để bán, còn để lại hai con để chơi nhé các bạn nhé. Đấy thì hai con bé xa mái thì mình sẽ tập trước, hai con bé xa mái bán mình sẽ tập trước, còn để lại chơi thì mình chưa có tập luôn. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gọi hai con ấn này trước nhé. Này con trống nó lên trước nhá. Những con mái thì sẽ nhạy hơn. Đó. Nay thì nhạy hơn hôm qua rất là nhiều rồi. Đấy. Lên cao nào. Lực con chim nó khỏe cả đấy luôn. Tay xa gần chục mét nào. Đấy, dán lên rồi đấy. Mỗi ngày nó có một cái sự khác biệt. Nhảy lên đây trước kìa. Mình thì vẫn thích khoái tập con trống hơn bởi vì con trống nó vẫn lành tính hơn con mái nó to nó hung tính lắm. Này vẫn đang cho ăn hai bữa nha. Sáng cho mỗi con 15 g nha, chiều nay thì cho mỗi con khoảng 35 g vậy. Ngày 50 g đối với những bọn này thì quá thừa rồi. Thôi hôm nay tập vậy nhá, tập hai con trống vậy thôi để dành thời gian tập con mái nhá, tập con bét mái nhá, tập hai con này vậy thôi cho nên cầu ấy, tí thì mình sẽ cho nó ăn thêm nhá. Con này gọi con mái phát nữa rồi cho nó nghỉ nhá, ngày mai mình sẽ tập tiếp. Giờ gọi con mái phát nữa thôi. Mái nè. Rồi ok, giờ tập bét mái nha các bạn. Ok, bây giờ sẽ tập hai con bét mái này nha các bạn nhé. À,
hai con bét mái thì đã ba mắt lông đuôi rồi, chưa có ép cân nhưng mà vẫn tập được. Bỏ cái móc ra đã. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tập hai con bét mái nha các bạn nhé. Mặc dù chưa ép cân nhưng mà thấy con chim nó khá là hăng cho nên là cứ tập thử trước xem như nào. Con này nông đậu hơn một tí nhé. Chưa có nhảy răng bây giờ đâu. À, còn chưa biết phản xạ nhảy răng luôn. Đấy. À, các bạn. Nhảy phát mất hút luôn. Nên nó phải như này trước, bởi vì chưa mình gọi nó xa quá nên là nhảy phát vọt qua găng đấy. Còn qua găng đang đậu trên mái nhà kia rồi. À, vừa bắt nó xuống bây giờ gọi tiếp con kia. Bắt nó xuống kiểu gì nó cũng hoảng mất một tí nha các bạn. Con chim chưa tập cũng như là chưa ép cân thì rất là nguy hiểm khi mà tập nữa. À, nên con này nó khô lông hơn con đấy một tí nhá. Nên ở dòng này thì nó thích hơn dòng Sika một tí, bởi vì Sika nó hay đá găng, nếu mà tập không kỹ là sẽ đá găng nha. Nên này cho nó phạt xạ cái đã, nó chưa dám nhảy găng lần nào cho nên là nè. Con kia mình vừa bắt trên cây xuống thế này cùng hắn khiếp rồi. Bắt đầu biết sợ. Này. Mất tập trung. Này. Tập từ từ nữa các bạn nhé. Con này vẫn ham ăn hơn. Rồi, con này cho ăn một miếng như này, sau đó mình sẽ cọc và tập thêm con kia một vài phát nữa nhé.